làm con phải hiểu. Em ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ không ai nuôi dưỡng. Công đức sinh thành, người tươi vui. Chỉ qua giờ phút cha lâm bệnh, cha đã mau chân hiến cuộc đời. Con tưởng cha chưa đến bệnh nào, đời người xem tựa giấc chiêm bao. Cha ơi, cha đã không còn nữa, để lại cháu con phút nghẹn ngào. Nhớ cha, nhớ lại những năm xưa, nhớ tuổi thanh xuân mới độ nào. Cha dạy chúng con cùng con cháu, tưởng chừng năm tháng chả là bao. Nhớ lại trong cha bao kỷ niệm, lúc ngồi đọc sách giọng êm êm, lúc dương tờ báo nheo đôi mắt, lúc đợi trăng lên ở trước thềm. Còn đâu tâm sự nữa cha ơi, vĩnh biệt chúng con có mấy lời. Từ nay con biết tìm đâu thấy, chỉ thấy hương bay nếm ảnh thờ. Kể hết sau đây lời thấm thiết, chân thành con viết khóc trong thơ. Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Cha của chúng con là một người hiền dịu và đôn hậu. Dáng vóc cha mới đẹp làm sao, một chặng đường dài biết bao tình ca thế kỷ, đã để lại cho con cháu một niềm tự hào cao như núi Thái Sơn và rộng dài như chính nước nguồn của bể. Cha thiêng liêng quá, các con về bên cha, các cháu về bên ông, bày tỏ lòng kính trọng bằng tấm lòng thương nhớ và bằng chính những gì mà các con, các cháu sẵn có trong lòng. Cha ơi, cha có nhớ không? Trong suốt chặng đường dài cha đã đi qua, chất chồng những vui buồn trăn trở, cha vẫn thường nhắc chúng con trong những lời ru chiều hè. Có cơm, có áo hôm nay, đừng quên đau khổ những ngày đã qua. Cuộc đời bão táp mưa xa, hai sương một nắng cha đã thấm sâu. Chúng con xin cảm ơn cha chắt chiu nhiều cay đắng để có ngày nay chúng con được nhiều cuộc sống ấm êm, được nhiều hạnh phúc. Cha ơi,
chúng con chẳng quên đâu những ngày đông tháng giá, một nách cả đàn con, cha đã vất vả tảo tần, chắt chiu từng hạt gạo ngọn rau để nuôi nấng chúng con khôn lớn. Cảm ơn cha đã cho chúng con thật sự thành người. Cha ơi, cuộc đời cha hai vai gánh nặng gió sương và thời gian như đã cướp đi da thịt của cha. Phải chăng cả bao nỗi gian nan vất vả của đời cha đã được khơi lại kết thành chuỗi cường, để đến ngày hôm nay chúng con được lần lại từng hạt mới thấy hết giá trị đích thực. Trong khó khăn gian khổ của cuộc đời mình, cha đã từng dạy chúng con bao điều, tiếp thêm cho chúng con bao ngộ.
cha ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha ơi cha già dấu và còn nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào có phải trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường xa lạnh, và cha nằm ôm con sưởi ấm những cành dài, nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ. Và con ơi chớ bao giờ dối gian, nghèo thì cho rách, rách sao cho thơ. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu và còn nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào có phải trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường xa lạnh, và cha nằm ôm con sưởi ấm những cành dài, nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ. Và con ơi chớ bao giờ dối gian, nghèo thì cho rách, rách sao cho thơ. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu, những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu, những lời của cha năm xưa. Thank you.
ra đi thật rồi, chẳng còn mong gặp lại cha. Ơn cha như Thái Sơn cao vời, con biết sao đền bồi. Cha vội ra đi, con biết sao đền bồi. Toàn dương dụng con tay tiếp theo đạo lành. Hôm nay con mất cha thật rồi, con mất cha thật rồi, không tìm gặp được nơi đâu. Cha con xa cách không bên bờ, biên giới thật xa mờ. Cha vội ra đi, con biết ai cậy nhờ. Bù đắp nỗi đau, cuộc đời đã qua tận tụy sớm hôm, để lo chu toàn dưỡng dung con cái biết theo đạo lành. Hôm nay cha đã ra đi thật rồi, cha đã ra đi thật rồi, chẳng còn mong gặp lại cha. Ơn cha như Thái Sơn cao vời, con biết sao đền bồi. Cha vội ra đi, con biết sao đền bồi. Ơn cha như Thái Sơn cao bao tầng, ngoài tuy cương quyết mà lòng thương mến. Ơn cha như đuốc cao soi trên đường, đuốc soi tâm hồn dắt con tìm hướng. Ơn cha như bóng cây xanh trên ngàn, tình cha tha thiết, lòng cha âu yếm. Ơn cha như mái hiên che nắng trường, gió mưa xa gần, nắng mưa không sơn. Nào những khi còn buồn, người đến bên vô vẻ, bàn tay xoa trên mái tóc mến thương. Đôi lúc cha khuyên con, trong những khi sai lầm, thì còn bàn tay cương quyết nào hơn. Ơn cha như nắng soi trên cuộc đời, người cho ánh sáng, người cho lẽ sống. Ơn cha hai tiếng yêu thương vô vàn, sẽ không phai tàn với bao năm trường. Nào những khi còn buồn, người đến bên vô vẻ, bà
bàn tay xoa trên mái tóc mến thương. Đôi lúc cha khuyên con trong những khi sai lầm, thì còn bàn tay cương quyết nào hơn ơn cha như nắng soi trên cuộc đời. Người cho ánh sáng, người cho lẽ sống, ơn cha hai tiếng thương yêu vô vàn sẽ không phai tàn với bao năm trường. Cha tôi tóc ngả màu phai, cha tôi đời phong sương mấy ai lo cho đàn con đến lớn không từ thuở chào đời. Quản chi nắng mưa dài quằn dài gánh cả cuộc đời. Cha tôi áo bạc sườn dài, cha tôi đắng cay bao ngày mà nào than chi mong con khờ lòng luôn ấm no. Khó khăn nhọc nhằn cha không màng tháng ngày gian nan. Làm sao tình cha bao dạt dào, cha đã xa rồi bỏ lại đàn con cúc côi, bỏ lại mẹ yêu bao đêm ngày trông ngóng trời xa. Nhưng nay còn đâu cơn mưa bão trong đời con ngược xuôi, đời con trẻ mồ côi, tiếng gió kêu thang tìm đâu người cha thuở nào. Nức nở quặn đau giờ đây thiếu vắng cha rồi, nghẹn ngào con thơ côi cút giữa đêm trường. Hiền quạnh hiu đành lẽ bạn trong đời. Còn có cha tài năng tài đời, mất cha rồi trôi nổi dòng sông, thuyền con lạc bến lòng đông, ai nâng ai đỡ giữa dòng ngược xuôi. Nhưng nay còn đâu cha tôi mãi xa rồi, thương nhớ làm sao
tình cha bao dạt dào. Cha đã xa rồi, bỏ lại đàn con cúc cười, bỏ lại mẹ yêu bao đêm ngày trong ngóng trời xa. Nhưng nay còn đâu cơn mưa bão trong đời, con nước ngược xuôi đời con trẻ mồ côi. Tiếng gió kêu than tìm đâu người cha thuở nào, nức nở quặn đau giờ đây thiếu vắng cha rồi. Nghẹn ngào con thơ côi cút giữa đêm trường, mẹ hiền quạnh hiu. Đành lẽ bạn trong đời
công đức sinh thành. Người hỡi đừng quên, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi làm người ở trên đời, nhớ công người sinh dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành. Vì ai mà có ta, uống nước nhớ nguồn. Làm con phải hiểu, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Phải hiểu em ơi, hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ không ai nuôi dưỡng. Công đức sinh thành, người hỡi đừng quên, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi làm người ở trên đời, nhớ công người sinh dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành. Vì ai mà có ta, uống nước nhớ nguồn. Làm con phải hiểu, công cha như núi Thái Sơn, thank you.
con này ông tổ công tác quân tổ trần ông mà cai quản trên đất và khu dân cư ngày này trên chùa phường Văn Đức thành phố Chí Linh. Ngày hôm nay là ngày 10 tháng 9 năm 2021 năm Tân Sửu, cũng chủ quan lên tiếp quân lên chào 60 tuổi và cùng con trai là Nguyễn Văn Ca. Nguyễn Văn Tuyến, 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 con dâu là Nguyễn Thị Hà, con Vũ thì Nguyễn Thị Thu Trang. Ngày hôm nay có cha là Nguyễn Văn Tân từ Vũ Tân Tân Thủ Tâm Tùng, Tâm Tùng, tổng qua 60 tuổi, tạ tế vào lúc 11:55 ngày 9/9/2021 tại khu dân cư Vĩnh Đại 1 xuống chùa. Ngày hôm nay tất cả các cụ hồi quy khu dân cư Vĩnh Đại 1 về đây để tụng kinh niệm Phật, niệm Phật cầu siêu cho vong linh và đưa đến Phật. Nghiêm khiếp hoặc và thiệp ư cấu cấu chấn túc kinh hoặc thành ư đọc mà thân khẩu phục dụng trí. Cha ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha ơi cha già dâu, và còn nhớ mãi những ngày tháng qua.
nam nào có phải trong lòng nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường xa lạnh, và cha nằm ôm con sưởi ấm những cành dài, nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ, hãy nhớ lời cha sống cho nên người. Và con ơi chớ bao giờ dối gian, nghèo thì cho rách, rách sao cho thơ. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu còn nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào có phai trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường xa lạnh, và cha nằm ôm con sưởi ấm những cành dài, nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ, và con ơi chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì cho rách, rách sao cho thơ. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu, những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu, những lời
lòng như có kim chân. Làng trên xóm dưới đồng tâm ngậm ngùi khổ côi. Cha hiền ơi, trên đường đời bao nỗi gian chân, con mới hiểu được rằng không đâu bằng bên cha bên mẹ. Dẫu có chiều tà hay bến vắng, dẫu có đục trăng vẫn nhớ cội nguồn. Từ nơi đó con gọi là quê hương, lời con đã cất tiếng khóc chào cuộc đời, đã được nghe tiếng ru ầu ơ của cha của mẹ, nơi đã thấm bao mồ hôi và nước mắt, để đến ngày hôm nay con đã khôn lớn trưởng thành. Kính yêu, tung lên những cánh hoa tươi thắm, trước giờ cha vĩnh viễn xây xa về nơi khỏi nhớ. Cha hiền ơi, tiếng ầu ơ chắc mẹ đã xua con còn tấm bé, mà vẫn còn vang vọng đến ngày hôm nay. Chúng con lớn lên trong vòng tay, đã qua rồi cái cảnh tường đất mái tranh, đã qua rồi những tháng năm dài đói khổ. Để giờ này đây, để giờ này, cha hiền ơi, kể từ ngày khai đây trên cánh đồng quê hương, một nấm mồ xanh nơi mồ sâu Việt lành, thân xác cha sẽ đời đời yên nghỉ nơi lòng đất quê hương. Gió đồng quê sẽ cất lên bài ca ly biệt, để xua hồn cha về nơi cuối tận trời xa. Cha hiền ơi, thương cha một cõi về sau, bao năm vất vả bây giờ là đây, nén nhang trầm tố lên rơi lệ, khóc người đi xa. Cha ơi, cây đại thọ nay đã dạt sóng nhờ súng, như chiếc lá vàng gặp bão táp phong ta, sinh không từ đại hoàng thân, đời người ai cũng phải một lần đi cuối cùng. Vẫn biết vậy mà lòng đau như cắt, bởi căn nhà này vắng bóng cha từ đây. Cha hiền ơi, lòng cháu con về đây bên cha một chiều mùa xuân êm ả, nơi quê hương bình yên, nơi mái ấm tình thương. Ngày cả quê hương con cháu ngậm ngùi đưa tiễn cha đi xa. Cha hiền ơi, thương cha lệ rơi còn nỗi đau nào bằng hơn thế nữa. Cuộc chia ly này là cuộc chia ly sầu lệ, các con các cháu của cha ngậm ngùi trong nỗi tiếc khôn nguôi. Đã đến giờ làm lễ truy điệu và an táng cho ông Nguyễn Văn Tân,
ban tổ chức đề nghị gia đình bớt đau thương, ổn định trật tự, cho ban tổ chức tiến hành làm việc. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Thành, đại diện đảng chính quyền, lên thắp nén nhang lần cuối để từ biệt một công dân của làng ra đi về cõi vĩnh hằng. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, thưa gia đình tang chủ, ông Nguyễn Văn Tân sinh ngày 28 tháng 6 năm 1962 tại khu dân cư Vĩnh Đại 1, phường Văn Đức, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Sau thời gian lâm bệnh, mặc dù được gia đình y bác sĩ tận tình chăm sóc cứu chữa, các đoàn thể cùng bà con lối xóm đến thăm hỏi động viên, song vì bệnh quá hiểm nghèo, ông không qua khỏi. Ông đã tạ thế vào hồi 11 giờ ngày 14 tháng 10 2021, tức ngày 9 tháng 9 năm Tân Sửu, hưởng thọ 60 tuổi. Nhận được tin của gia đình, ban tang lễ được thành lập, thông báo cho các cơ quan đoàn thể, họ hàng gia tộc, bạn bè thân bằng cố hữu gần xa, bà con mới xóm, các gia đình thông gia cùng toàn thể nhân dân đến thắp hương phúng viếng chia buồn cùng gia đình. Hôm nay, ngày 16 tháng 10 năm 2021, tại gia đình tang chủ long trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng cho ông. Về dự lễ truy điệu và an táng hôm nay, về phía phường có ông Nguyễn Văn Hữu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Văn Đức. Về phía khu dân cư, ông Nguyễn Văn Thành, Bí thư chi bộ, trưởng khu dân cư, bà Nguyễn Thị Thuận, trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư, ông Nguyễn Hữu Canh, ban chi ủy khu dân cư, bà Nguyễn Thị Vân, phó khu dân cư, cùng các ông bà ban chấp hành các đoàn thể cùng toàn thể nhân dân về dự buổi lễ an táng hôm nay. Sau đây, tôi xin giới thiệu thành phần trong ban tang lễ. Một, ông Nguyễn Văn Thành, trưởng khu dân cư, là trưởng ban. Bà Nguyễn Thị Vân, phó khu dân cư, là phó ban. Bà Nguyễn Thị Thuận, trưởng ban công tác mặt trận, là ủy viên. Ông Nguyễn Hữu Canh, chi ủy, là ủy viên. Bà Nguyễn Thị Phương, chi hội người cao tuổi, là ủy viên. Bà Nguyễn Thị Liên, chi hội nông dân, là ủy viên. Bà Nguyễn Thị Hiên, chi hội chữ thập đỏ, là ủy viên. Ông Nguyễn Văn Cử, chi hội cựu chiến binh, là ủy viên. Bà Nguyễn Thị Hoa, chi hội phụ nữ, là ủy viên. Anh Nguyễn Văn Tuyển, trưởng lan, là ủy viên. Tiếp theo chương trình, xin giới thiệu ông Nguyễn Văn Thành, trưởng ban tang lễ, nên tóm tắt tiểu sử ông Nguyễn Văn Tân. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các vị đại biểu, thay mặt cho đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phường Văn Đức, khu dân cư Vĩnh Đại 1, kính thưa các vị thân khách quý, kính thưa gia đình, tang chủ cùng toàn thể bà con, nhân dân trong khu Vĩnh Đại 1. Nhận được tin ông Nguyễn Văn Tân, công dân của khu dân cư Vĩnh Đại 1, sau một thời gian lâm bệnh nặng đã tạ thế, cho phép tôi thay mặt chính quyền, nhân dân khu Vĩnh Đại 1 và ban tang lễ xin được chia sẻ nỗi đau mất mát này tới gia đình, gia tộc ông Nguyễn Văn Tân và mong gia đình sớm vượt qua để ổn định cuộc sống. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể bà con nhân dân trong khu Vĩnh Đại 1, đảng, chính quyền, các ngành đoàn thể luôn quan tâm chăm lo đến đời sống tinh thần cho mỗi công dân khi còn sống, lúc vận hạn, lúc ốm đau và lúc quá cố về già. Hôm nay, khu dân cư Vĩnh Đại 1 cùng gia đình, bạn bè, thân bằng cố hữu gần xa tổ chức trọng thể lễ truy điệu và an táng để tiễn đưa ông Nguyễn Văn Tân, một công dân của khu dân cư, người hàng xóm thân thiết, người bố của các con, người ông của các cháu, người con của gia tộc họ Nguyễn về nơi an nghỉ cuối cùng. Ông Nguyễn Văn Tân sinh ngày 1 tháng 1 năm 1962 tại thôn Vĩnh Đại, xã Văn Đức, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương, nay là khu dân cư Vĩnh Đại 1, phường Văn Đức, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Trong một gia đình làm nông nghiệp tại địa phương, ông là người con thứ trong gia đình,
là hội viên hội nông dân, hội viên hội chữ thập đỏ Việt Nam, khu dân cư Vĩnh Đại 1, phường Văn Đức. Ông sinh ra khi đất nước bước vào giai đoạn lịch sử quan trọng là thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam. Lúc còn nhỏ, ông được gia đình chăm lo cho ăn học tại trường phổ thông cấp 1-2 của xã Văn Đức. Khi lớn lên, ông đã cùng với gia đình bước tiếp vào cuộc sống để làm ruộng, kinh doanh, để mưu sinh cuộc sống gia đình, lo cho con cái và góp phần xây dựng quê hương đất nước. Từ nhỏ đến lúc từ biệt toàn thể, ông luôn được bạn bè, gia đình, làng xóm, chính quyền đánh giá là công dân gương mẫu. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể bà con nhân dân, dù ở cương vị nào, ông và gia đình ông vẫn giữ được lời nói ôn tồn, tác phong nhã nhặn, việc làm và thái độ ôn hòa, xử thế trong ngoài độ lượng, tạo ra đoàn kết xóm giềng, thương yêu giúp đỡ người nghèo, khó, ốm đau bệnh tật và lúc xa cơ. Ngoài xã hội, ông làm tròn trách nhiệm của một công dân tốt. Trong gia đình, ông làm tròn trách nhiệm của người chồng, người cha, người ông gương mẫu, giúp con cháu tu rèn đạo đức để xây dựng quê hương với tất cả tấm lòng trung thực, yêu thương, cống hiến trọn vẹn cho gia đình. Trong cuộc sống đời tư, ông xây dựng gia đình với bà Linh Thị Trạm, người con gái từ quê hương Lê Ninh tại thị xã Kinh Môn của tỉnh Hải Dương. Ông bà đã sinh hạ được 2 người con trai và có 4 cho các cháu. Các con của ông đều chăm lo làm việc để có cuộc sống tốt. Các cháu của ông chăm ngoan, gia đình ông luôn luôn đầy ắp tiếng cười và hạnh phúc. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể bà con nhân dân trong khu dân cư Vĩnh Đại 1, ông Nguyễn Văn Tân ra đi sau một thời gian lâm bệnh và được đặc biệt gần một tháng. Hiện trong này gần một tháng nay thì bệnh thêm nặng, mặc dù đã được các thầy thuốc và gia đình hết lòng cứu chữa và chăm sóc. Sau do bệnh nặng không qua khỏi và đã chút hơi thở cuối cùng vào hồi 11 giờ 20 phút ngày 14 tháng 10 năm 2021, tức là ngày 9 tháng 9 âm lịch, hưởng thọ 60 tuổi. Tất cả khu dân cư, gia đình, bạn bè và người thân không thể ngờ ông đã ra đi về cõi vĩnh hằng. Ông ra đi để lại cho bầu trời hôm nay ảm đạm, để cho bàn thờ phủ bóng thê lương và để cho lối đi quanh nhà lạnh lẽo. Ông ra đi, vợ ông mất đi một người chồng yêu thương chung thủy, các con ông mất đi một người bố kính trọng bao dung, các cháu của ông mất đi người ông hiền hòa yêu thương, gia đình mất đi một trụ cột không thể bù đắp, các con cháu của ông không còn nhìn thấy bố, thấy ông. Thật là âm dương cách biệt. Ông ra đi, gia tộc dòng họ người thân mất đi một người con hiếu thảo, làng xóm quê hương mất đi một người bạn chân tình, một tấm lòng trọn vẹn với cộng đồng làng xóm, hội nông dân, hội chữ thập đỏ mất đi một người hội viên gương mẫu. Kính thưa các vị khách quý, thưa toàn thể bà con nhân dân trong khu dân cư, vẫn biết rằng sinh có hạn, tử bất kỳ, hay nói một cách khác là sinh lão bệnh tử, đó là quy luật không ai có thể cưỡng lại được. Trong giờ phút mọi người có mặt trong buổi tang lễ hôm nay để đưa tiễn ông Nguyễn Văn Tân về cõi vĩnh hằng, xin phép được thay mặt cho Đảng, chính quyền và nhân dân khu dân cư Vĩnh Đại 1, phường Văn Đức, xin được một lần nữa chia sẻ với gia đình nỗi đau thương mất mát này và mong gia đình sớm vượt qua để ổn định cuộc sống. Cầu mong cho ông ra đi thanh thản, phù hộ cho nhân dân khu dân cư Vĩnh Đại 1 luôn đoàn kết thống nhất, thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, gia đình hạnh phúc. Mọi người trong khu dân cư và toàn thể mọi người luôn nhớ đến ông. Chiếc bàn thờ hương khói bay tỏa hôm nay để tưởng nhớ hương hồn ông và vĩnh biệt ông mãi mãi. Xin đề nghị mọi người có mặt hôm nay dành một phút mặc niệm để tiễn biệt ông. Phút mặc niệm bắt đầu.
ban tổ chức xin chân thành cảm ơn các vị đại biểu và toàn thể bà con nhân dân có mặt trong buổi tang lễ hôm nay. Xin kính chúc các vị nhiều sức khỏe, hạnh phúc, chúc hương hồn ông Nguyễn Văn Tân về nơi suối vàng yên giấc ngàn thu. Sau đây mời một vị đại diện cho gia đình tang chủ nên nói lời cảm tạ. Kính thưa Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể, kính thưa ban tổ chức tang lễ, kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, họ hàng nội ngoại, bà con lối xóm cùng toàn thể quý khách xa gần, bố cháu không may mắc căn bệnh hiểm nghèo đã được gia đình cùng các y bác sĩ tận tình cứu chữa song không qua khỏi. Sau sự mất mát đau thương của gia đình, cháu đã được đón nhận tình cảm sẻ chia của các vị đại biểu cùng các ban ngành đoàn thể quý khách xa gần, cùng các bậc thông gia họ hàng nội ngoại đôi bên đã đến phúng viếng tiễn đưa bố cháu về nơi ăn nghỉ cuối cùng. Trong lúc tang gia bối rối có điều gì sơ suất, gia đình cháu xin được lượng thứ. Thay mặt gia đình, cháu xin trân trọng cảm ơn. Sau khi đưa bố cháu về nơi ăn nghỉ cuối cùng được mồ êm mà đẹp, cháu kính mời các cụ, các ông bà, cô dì, chú bác về tại gia đình cháu ăn bữa cơm, chia buồn với mẹ con chúng cháu để mẹ con chúng cháu được nói lời cảm ơn. Một lần nữa, cháu thay mặt gia đình xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa toàn thể nhân dân, sinh có hạn tử bất kỳ, đời người ai cũng vậy, cũng phải một lần ra đi về với tiên tổ. Với lòng xót thương, lỗi cảm thông vô hạn, chúc ông về nơi suối vàng yên giấc ngàn thu. Đã đến giờ cử hành tang lễ đúng với nghi thức của địa phương, tôi xin tuyên bố buổi lễ hành tang được bắt đầu. Thank you.
con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi, núi Thái Sơn ngã bóng cuối trời, con ở lại với nỗi đơn côi gọi thầm tên cha. Cha ơi, cha ơi, con cứ ngỡ rằng núi đá kia muôn đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tâm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Nhưng hôm nay tâm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn con. Cha ơi, con nhớ cha, con nhớ cha nhiều lắm. Con là sóng chảy xiết xeo ca, cha là núi đứng lại và nhớ, dõi theo con với cả cuối tình lòng. Như dòng lệ thấm xuống đại dương, cha ơi con khóc cha. Cha ơi con nhớ cha, nhớ cha nhiều lắm. Cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi, núi Thái Sơn ngã bóng cuối trời, còn ở lại với nỗi đơn côi gọi thầm tên cha. Cha ơi, cha ơi, con cứ ngỡ rằng núi đá kia muôn đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tâm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Nhưng hôm nay tâm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn con. Nhưng hôm nay tâm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn con. Thái Sơn cao bao tầng,
ngoài thì cương quyết mà lòng thương mến. Ơn cha như đuốc cao soi trên đường, đuốc soi tâm hồn dắt con tìm hướng. Ơn cha như bóng cây xanh trên ngàn, tình cha tha thiết, lòng cha âu yếm. Ơn cha như mái hiên che nắng trường, gió mưa xa gần, nắng mưa không sờn. Nào những khi còn buồn, người đến bên vô vẻ, bàn tay xoa trên mái tóc mến thương. Đôi lúc cha khuyên con, trong những khi sai lầm, thì còn bàn tay cương quyết nào hơn. Ơn cha như nắng soi trên cuộc đời, người cho ánh sáng, người cho lẽ sống. Ơn cha hai tiếng yêu thương vô vàn, sẽ không phai tàn với bao năm trường. Nào những khi còn buồn, người đến bên vô vẻ, bàn tay xoa trên mái tóc mến thương. Đôi lúc cha khuyên con, trong những khi sai lầm. Nào có phải trong lòng
gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường xa lạnh, và cha nằm ôm con sưởi ấm những cành dài, nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ. Hãy nhớ lời cha sống cho nên người, và con ơi chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì cho rách, rách sao cho thơ. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già rồi,